Đây nhá, mình đứng cho mọi người xem nhá, ở hai cây ở giữa luôn này, thấy không? Đó, mình nặng tới 70 kg luôn nha mọi người. 70 kg nhá. Và mình đứng ở trên hai cái cây này rất là ok luôn nha mọi người. Tại vì cái khung như mình nói ấy, là làm hàng nó chắc chắn á, thì xài nó mới bền đúng không ạ? Chào mừng mọi người đến trên channel của Hộp Gia Đình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người cái mẫu gỗ sồi Phúc Lộc Thọ Phú Quý Tài Lộc Phát Lộc nhá. Và giá của bộ này hiện tại đang là 7.300.000 nha mọi người. Giá này nó sẽ rẻ mắc hơn là giá ở ngoài thị trường là chênh lệch nhau là từ 1.000.000 đến 1.200.000 nha mọi người. Tại vì sao vậy? Hôm nay mình sẽ đi giải mã chuyện đấy nhá. Thì như mọi người thấy là có nhiều người bảo là xài hàng sồi nó không tốt lắm, nó hay bị cong vênh nhá. Thì đây là nguyên do nha mọi người. Thường ấy, nếu mà mọi người xài một cái hàng sản phẩm mà để lâu về dài nó sẽ bị ẩm thấp á, thì do là cái quá trình trong quá trình mà mình sấy nó không có đạt chuẩn á, hoặc là không sấy nha mọi người, thì nó xài về lâu về dài nó sẽ dễ bị găng nứt và bị mối mọt là chuyện rất bình thường nha mọi người. Đây. Đó, mọi người có thể thấy ở trên mặt này, những cái hàng bình thường ấy thì mọi người có thể thấy là cái nước sơn nó sẽ không đẹp được như vậy đâu nha. Đó, và mọi người thấy không, chỉ cần nghiêng qua một cái thôi là nước nó chảy xuống và cái độ bóng á là cực kỳ bóng lại luôn nha mọi người, rất là bóng nha. Đây, và mình sẽ cho mọi người xem một cái gầm nha. Thì mọi người có thể thấy là đa phần nhiều sản phẩm ấy là ở dưới gầm ấy, người ta sẽ không có sạch sẽ đâu nha. Thì mọi người thấy ở sản phẩm bên nhà mộc này, các cái khớp ghép này, mọi người thấy không? Những cái khớp ghép này thì rất là kín nha mọi người. Và hàng hoàn toàn là xà phòng vít hết, bán hết này. Và làm rất là chuyên nghiệp nha. Mọi người có thể thấy là các cái khớp ghép hay là các cái nối đều rất là logic nha mọi người. Đó. Và đặc biệt là hàng này xài bằng mộng nha, mọi người có thể thấy là ẩn mà cái khép mộng mà rất là bé này. Khép ở đây luôn nha mọi người. Chân hoàn toàn xài bằng mộng hết. Do vậy một sản phẩm của bên nhà mộc nó rất là cứng. Và do là nó có sấy nên mọi người xài hoàn toàn yên tâm nha. Tại vì nếu mà so với hàng không sấy ấy, thì đồng ý nó sẽ rẻ hơn từ 1 triệu đến 1 triệu 2 là chuyện bình thường nha. Còn nếu mà là hàng có sấy rồi ấy, thì nó sẽ mắc hơn nha. Và làm sao để mọi người biết được cái hàng sấy hay hàng không sấy? Cái đó là một câu hỏi rất là khó nha mọi người. Tại vì cái khoảng thời gian mà mình mới mua về thì đa phần là các cái sản phẩm đấy ấy, nó đều đẹp giống nhau cả. Nhưng chỉ có thời gian là câu trả lời chính xác nhất. Các bạn chỉ cần xài bộ ghế này khoảng chừng tầm 2 năm là bắt đầu nó sẽ xuất hiện những cái dấu hiệu như là rạn nứt là chuyện bình thường nha mọi người. Và đặc biệt hơn nữa ấy, là hàng sau 1-2 năm ấy, thì xài ấy, thì mấy cái tựa ghế này đó, mọi người có thể thấy không? Lắc lư không? Hiện tại bây giờ ấy, như hàng nhà mộc ấy, là chuẩn ấy, thì xài rất là ok, 1-2 năm sau nó vẫn y như vậy nhá. Và đây cho mọi người xem này đó. Nhìn sơ qua cái bàn này nó chỉ có hai cái khung đỡ như vậy thôi không ạ? Nhưng mà nó rất là chắc nha mọi người. Đây nhá, mình đứng cho mọi người xem nhá, ở hai cây ở giữa luôn này, thấy không? Đó, mình nặng tới 70 kg luôn nha mọi người. 70 kg nhá. Và mình đứng ở trên hai cái cây này rất là ok luôn nha mọi người. Tại vì cái khung như mình nói ấy, là làm hàng nó chắc chắn á, thì xài nó mới bền đúng không ạ? Do vậy hàng ở bên nhà mộc hoàn toàn là ngay cả cái bàn thường là những cái yếu nhất mà mọi người không bao giờ đứng lên á, mà cũng phải làm kỹ như vậy. Thì huống hồ chi là cái bàn này. Đấy, mọi người đi đứng lên đây thoải mái luôn nha. Nó đứng lên tay ghế nhảy nhún các kiểu luôn nha mọi người. Rồi cho mọi người xem thấy cái gập ghế bên này luôn. Làm rất là sạch sẽ nha mọi người. Mọi người thấy không? Làm rất là sạch sẽ và chuẩn của nhà mộc là hàng xuất khẩu. Nên mọi người thấy là đặt rất là ok rồi. Đó. Làm bản vít các kiểu rất là chắc nha. Và
Mà nếu mà mình mua hàng sồi ấy thì có nhiều người người ta bảo nó không tốt. Thì do các bạn mua phải hàng sồi rổm thôi. Tại vì hàng sồi ấy là ở nước ngoài người ta xài rất là nhiều nha mọi người. Xin nhắc lại với mọi người là hàng sồi ngay tại Việt Nam mình xuất khẩu đi nước ngoài cũng rất là nhiều nha. Và đa phần là xuất khẩu hàng sồi không. Tại sao vậy? Tại vì thứ nhất là cái chất lượng gỗ của nó rất là tốt, xài 20 đến 25 năm là chuyện bình thường. Và nếu mà mọi người muốn xài hàng tốt ấy, thì phải ít nhất là phải xử lý qua sấy mỗi mọt thì nó mới tốt được. Chứ còn nếu mọi người xài mà không sấy qua mỗi mọt ấy, thì thứ nhất là bị mọt thâm mà, thứ hai là thật là bị về lâu về dài nó bị găng hay là cong vênh như mình nói ấy, tại vì cái độ khô nó chưa đạt chuẩn á. Do vậy là mọi người mua một bộ ghế, có thể là năm đầu tiên mọi người tôi mua được bộ ghế này rất là rẻ, nhưng mà năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm, tự nhiên thấy sản phẩm mình tự nhiên ngày càng xuống sắc rồi, nó yếu yếu thế nào ấy, hay là cong vênh bắt đầu bè nó vặn vặn bên này vặn bên kia. Đấy, là năm thứ 6 trở đi là các bạn thấy một bộ ghế của mình nó không còn đẹp đẽ nữa. Nhưng mà riêng hàng nhà Mộc thì mọi người tới năm thứ 10 thì chăng nữa nó vẫn vậy nha mọi người. Rồi mình xin báo kích thước cho mọi người nghe nha. Về cái băng dài này, chiều dài của nó là 1m83, chiều sâu của nó là 61. Cái bàn này là sẽ là 55 vuông, còn cái bàn dài này sẽ là 1m1 và chiều ngang cũng là 55 vuông. 55, chiều ngang là 55. Và cuối cùng là hai cái ghế con này, chiều ngang của nó là 78 và chiều sâu của nó là 61 nha. Rồi, nếu mọi người cần tư vấn gì thì mọi người cứ gọi số điện thoại bên dưới cho Mộc nhé. Và đừng quên, hàng sồi chất lượng cao nó sẽ phải khác biệt rất nhiều so với hàng thường nha. Và đừng quên là bên hàng bên nhà Mộc vận chuyển tại miền Nam nha mọi người. Rồi, nếu thấy channel của mình hay đăng ký nha mọi người.